Vâng, chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo của trận đấu giữa hai câu lạc bộ Beret và câu lạc bộ Lens. Đây là trận đấu thuộc vòng 1 giải vô địch quốc gia Pháp League 1 và sẽ được diễn ra vào lúc 18 giờ ngày 13 tháng 8 theo giờ Việt Nam. Và theo đánh giá của trang 868 VIP đưa ra ở trận đấu này thì các cầu thủ Lens sẽ là những người được đánh giá cửa trên và sẽ chấp Beret với mức kèo là 0.5, mức kèo phải tăng 0.75 và hạ xuống còn 0.25. Mức tài xỉu trận đấu này là 2.5, 2.75 và 2.25. Tỷ kèo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nha. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là các bạn đang cần tìm kiếm một trang uy tín và chất lượng, đặc biệt là trả thưởng mau lẹ để các bạn có thể là chơi giải trí những môn thể thao, thì các bạn nên đến với 868 VIP nha. Đến đây các bạn sẽ được tặng ngay 100% ở lần nạp đầu tiên, và ngoài ra thì các bạn sẽ được hoàn trả đến 1.25%. Chi tiết của trang thì mình có để ở bên dưới phần mô tả của video này nha. Các bạn cứ việc xuống dưới phần mô tả để cập nhật thêm. Đặc biệt là cái trang này nó có giao diện rất dễ sử dụng. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá nha. 5 lần đối đầu gần nhất của Beret và Lens. Beret thắng 2, hòa 1 và thua 2 trước Lens. 5 trận thi đấu gần nhất của Beret thì Beret thắng 3, hòa 1 và thua 1. Còn 5 trận thi đấu gần nhất của Lens thì Lens thắng 2, hòa 2 và thua 1. Và ở lần đối đầu này với mức kèo thế này thì theo nhận định của mình, lần này mình sẽ đặt niềm tin vào Beret được chấp 0.5 hoặc là 0.25 nha. Vì sao? Mặc dù trận đấu này gặp lại Lens thì Beret bị đánh giá cửa dưới. Tuy nhiên thì nếu mà xét về thực lực và chiều sâu đội hình ở thời điểm hiện tại so với Lens thì mình thấy là Beret họ cũng không thua kém gì Lens là mấy đâu. Thứ hai nữa, trận đấu này Beret có được điểm tựa trên sân nhà. Và thứ ba đó thì cũng chưa kể là nếu như mà hai đội kết thúc trận đấu này với một tỷ số hòa thì chúng ta chọn Beret, chúng ta cũng vẫn thắng kèo. Và trong bóng đá thì nó cũng chưa rất nhiều điều khi mà 90 phút chưa kết thúc, không phải lúc nào cửa dưới thì phải giành thất bại đâu. Trận đấu này Beret họ có được đầy đủ lực lượng cộng với phong độ đang tốt và điểm tựa sân nhà thì biết đâu trận đấu này Beret mới là những người giành chiến thắng thì sao. Cho nên trận đấu này bạn nào tin tưởng mình ưu tiên chọn Beret được chấp nha. Với phong độ đang ổn định cộng với điểm tựa sân nhà, hàng thủ nó chơi tốt thì mình nghĩ là ít nhất trận đấu này Beret họ sẽ kiếm được một điểm ngay ngày đầu ra quân trước Lens. Chỉ cần như vậy thôi thì chúng ta chọn Beret chúng ta cũng đã thắng kèo rồi. Mức tài xỉu trận đấu này là 2.5, 2.25 và 2.75. Thì mặc dù là cả hai đội ở những lượt trận gần đây đang đạt phong độ rất là tốt, nhưng mà những lần đối đầu với nhau trên sân của Beret thì thường mình thấy nó cũng không có nhiều thắng ghi. Với lại là hàng thủ của hai đội đang chơi thời gian đây cũng rất là chặt chẽ, rất ít để thủng lưới. Do đó trận đấu này hai đội sẽ cầm chân nhau với tỷ số là hòa không hòa thắng, hoặc là nhiều lắm là một điều và cũng thể là 1-0 nghiêng về cho Beret. Bắt đầu tôi tưởng mình nữa thì ưu tiên chọn kèo xỉu 2.5 nha. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo chấp là 0.25 và tài xỉu một trái. Thì đó hiệp 1 với điểm tựa sân nhà và mọi thứ đều đang ổn định thì giờ đó hiệp 1 Beret họ cũng sẽ không thua Lens đâu, thậm chí là Beret mới là những người có bàn dẫn trước. Hiệp 1 các bạn chọn Beret được chấp nha. Và đợi tài hạ với bọc thì vào nhẹ thôi. Và không tin tưởng nữa thì các bạn hãy là cho qua tài xỉu hiệp 1 nha. Tất cả cho đâu chốt kèo là chọn Beret và đá xỉu. Ở hiệp 1 cũng chọn Beret, đá tài dưới bọc nhẹ thôi. Chúc anh chị may mắn.